Hello, welcome back. Hôm nay mình chơi 16 game, toàn game độc lạ mới duy nhất trên kênh của mình thôi. Chúng ta sẽ vào cho Oddball Tourand. Hắn game này được cái là mình có nhiều nhân vật lắm. Ôi con chạy nhanh nhỉ? Chạy thôi, let's go. Tép luôn con xe này. Toàn là những cái game độc nhất vô nhị thôi. Cái gì cơ? Chết à. Video quay đẳng cấp thế giới nhưng mà clip không ai xem. Con này nó bắn toàn thiên thạch. Ôi ôi. Ôi ôi. Sống lại rồi, sống lại rồi. Cục tinh thạch nhìn đẹp đấy nhỉ. Nó lại xoáy tiếp. Sống lại tiếp. Xong rồi đấy. Quá cái gì tê 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 mấy. Đang chơi game mấy đáng hay. Hãy chúng ta sang Tom Hero. Ok, let's go. Từ trên trời rơi xuống một cái nhẫn. Mình chơi cái này đi. Tên tên. Bye. Ok, let's go. Trang phục mới và cái ván lướt này cũng mới nốt tuyệt vời. Chết này, chết này. Ủa, cái này nó không không rộng được như cái ván trước, ván trượt khác. À đây không phải bắn trượt, đây là phi thuyền. Đây một cái phi thuyền này. Nhầm. Đi chưa? À, sóng thần nó đưa lên đấy. Sang một trang nữa. Con mấy con liền, 4-5 con liền. Vỡ mặt thớt này. Đúng bài vỡ mặt thớt luôn.
Chúng ta sang trò like này. Oh ho ho. Okay. Here's what you gotta do. Here, try out a boost. All right, let's do this. Time to shine. Tuyệt vời các bạn ơi. Tự nhiên hôm nay mình lục lại cái kho ứng dụng của mình thấy cái trò này. Thế là vội vàng vào tải để chơi nhanh, cài chơi nhanh. Trò này như bị xóa rồi sao ấy. Mình không còn thấy là nó còn ở trên App Store nữa. Ủa vãi. Vướng. Tốc độ cao chưa nhỏ sao nó cứ hiện cái chữ này. Ta ăn cái bình năng lượng này. Tăng tốc nào. Đi chưa. Xong rồi, là sang check out all the cool. Everything looking good? You got this. Make me proud. Cái này phải tăng tốc rồi. Let's go. À, cái màn này chúng ta phải trượt lên những cái hình này. Chả biết gọi nó cái gì nữa. Gọi là cái trứng này phật tình. Một cái trượt ba cái trò này trông thế mà đua hay phết. Yeah, perfect. Cái nữa này. My advice, don't forget, you can show me what you got. Okay, chúng ta sẽ đua nốt cái ván này. Ván này có thời giới hạn thời gian là 1 phút 30 giây. Trò này đúng là trò cổ rồi nên nó không phu viền rồi. Nó vẫn bị đen hay viền rồi. Tốc độ cao quá. Chúng ta ăn cái nitro này, nitơ này. Tốc độ cao chưa kìa. Về đích. Chúng ta chơi cho Slap King. Úi dồi. Chơi đi, tải game Pokemon về. Chưa tải rồi. Chết này. Úi dồi. Chết này. Tăng máu và tăng sức mạnh. Quá xót xa. Còn một tiết. Vỡ mặt hết luôn.
mình đã tăng 100 vàng cho sát thương và 100 vàng cho máu. Nó cùng trâu luôn. Ai ôi. Về vườn luôn. Yeah. Thất bại à? Dùng để tát đầu đấy. 65. Tát vào 2 phát nữa chết rồi. Ui dồi, tát xoay xuống sọc. Nhờ vào đây tát bay về sàn này. Bay về sàn. Chết này. Chúng ta chơi sắp rồi. Ui, sướng không? Có cái ván chưa này sướng lắm. Chúng ta ăn được một cái vành móng ngựa. Ăn được một cái móng ngựa, không phải vành. Ui, mất rồi hay. Ăn những cái móng ngựa chắc là lại mở khóa trang phục gì rồi. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ mở khóa được trang phục bằng cái cách thu thập những cái vật phẩm. Toàn là mua rồi. Bây giờ ăn nhiều vàng rồi xong rồi có tiền rồi mua thôi. Mua trực tiếp luôn. Mình rất nhiều chìa khóa, yên tâm sang cái môn. Hết cả bán trượt này. 10 triệu tiền vàng thao mua. Đấy, cái vòng móng ngựa đây này. Wow, đài thật. Chúng ta sang Skate Teacher. Màn này em trước chơi mấy lần rồi. Nhiều kênh cũng làm cái những cái clip về cái trò này. Now you won't remember a thing. Now the real thing. Nào mình sẽ móp cái trò này nhé. Mình sẽ làm Spider-Man Teacher. Wow. Okay. Really beautiful. Hy vọng là mình sẽ vào kênh nào bây giờ. Có mấy kênh rồi. Tất nhiên là cái file không chia sẻ thôi người. Nhưng mà chia sẻ file download thì nhà phát hành viên nó kiện chết đấy. Lấy luôn tấm bánh này. Không phải giáo đâu rồi. Kìa.
Cái ông này kìa. Ném cái ông này cái xe này cái gì không? Không có gì luôn. Chỗ này mới quan trọng, chúng ta phải lấy cái kính thôi miên. À, cái vương nguyện. Đấy, bà giáo vào đây rồi. Ném vào đây. Cho đấy đi. À, mình thiếu. Mình lấy thiếu cái chìa khóa cái nào, cứ thiếu cái gì. Hy vọng bà giáo vào vẫn nằm đấy cho nó vào rồi. Mở cái tủ đi thôi. Chìa khóa này. Đủ hàng rồi đấy. Mắc kẹt à? Bấm nhầm vào nút ngồi. Xong cầm được. Ok. Đó sẽ là những bước quan trọng. Ồ, nhìn này rất là tối. Xong rồi mà. Đây chúng ta nhựa xuống. Mắc kẹt. Vậy mắc kẹt thế này. Vậy trò này dạo này hay bị mắc kẹt thế nhỉ. Ồ, có nước ngọt này. Cho bà giáo đi lên. Ok. Ông này ông đang bảo cái gì vậy? Chuyện quay gì ra? Chúng ta vào World Star. Lấy cầu này chúng ta chọn là thanh niên này xem nào. Mình ít đi chơi nhân vật này lắm. Bởi vì sao? Bởi vì bắn quá khó. Mình không quen bắn tuệ như này. Ôi, chúng nó bắn kinh thế. Chạm một cái bốc hơi luôn. Ôi, con lợn này nó bắn kinh quá. Tim mình bốc hơi rồi. Chạy đằng rồi. Chạy đằng rồi. Ô, đứa nào bắn đây? Bye. Tìm mình hay quá nhở. May quá chết ngay tới sân nhà. Đồng đội còn nhặt hết.
chặt hết mấy viên ngọc này luôn. Hay quá. Hay quá. Pimi 11. Ôi hay quá. Quá. Wow. Tú lâu ngày không chơi nhân vật này hay thế. À, chuyển ra sang Spider-Man. Cho ai vừa mới tải lại được, vừa cài đặt lại được nên mình sẽ chơi từ đầu. Đó là những cái bước cơ bản. Mình còn lợn này đánh nhưng hết. Hết vẹo rồi. Cái gì? Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu. Thực ra phải biến sang cái dạng Venom ấy, nó khỏe. It looks like the police need my help. Bây mình chưa có trang phục nên mình xài tạm trang phục mình là cũ ấy. Tuổi gì? Tuổi gì đánh nhau với người ấy? Phun tơ cho mình kín mặt luôn. Let's see what those doofuses were so excited about. Whoa! Where that thing is, it looks like trouble. Yeah. Oh, đây lại là cái nhiệm vụ đuổi à? Lé quá! Chúng ta bay về hướng mặt trời. Mặt trời lặn rồi đấy. Mình lé hết cả mắt. Cái này ở trên ngày cao quá không mới tới được. Xác định lại vị trí ra xem nào. Đây rồi. Ủa. Cái vẹo gì ấy? Wow, đỉnh. Tuyệt vời. Watch this costume. New national steel from us. Hay quá. Mày chạy người. Something tells me this isn't fruit punch. Guys, after comics come out this morning today, I better check the city to see what other crimes I can shut down. Wow, chúng ta hoàn thành rồi. Hey, chúng ta chơi Super Bro. Hey. Thank you.
rồi và nó phải tiếp cận gần nữa. Cái gì tăng sức mạnh à? Kinh chưa? Mà đái rồi. Hai bên chưa, hai bên này còn chưa giống nhau. Chết này. Chết nó ù sút mạnh, hú máu. À đỡ được cái pha rồi. À skin đẹp nha. Bên này chúng ta sẽ vào cái Angry Birds. Chỗ này cái nồi mạng đấy. Ố đây đây phải ra đây. Chợt men con này. Ủa, nó làm gì, nó có làm gì nữa? Nó đang gồng sức mạnh đó, nó gồng đó, nó gồng cái gì chắc là chiều gì mạnh lắm. Gồng đến lần thứ ba. Ủa, đúng rồi, nó gồng thật. Chắc là bây giờ giải cứu con chim này, đúng không? À ha, cứu được rồi, cứu được rồi. Ú đù, nó cất luôn rồi. Cái này còn đang 5 tầng. Ồ, tầng đầu tiên đã bị đánh bại, như kiểu là luyện võ nhỉ? Qua từng tầng một. Hôm trước mình chơi một cái phiên bản nhưng mà con của mình là không bị mất máu. Hôm nay thì mất rồi. Đây, chim lợn, chim lợn này. Ơ? Chim này là đồng đội của mình mà nhỉ? Ô ghê chưa? Ghê chưa? Ô
sang Call of Duty. Chiến đấu rồi đấy. Từ ngày mình chơi trò này mình biết sử dụng cái súng ngầm ấy, mình bắn đã hơn nhiều. Đúng đâu chết đấy. Ủa chết vai, bim yếu. Cái gì đây? Cha ông là ông dùng ngầm đúng không? Ai dùng ngầm à? Phải nào chết queo luôn. Đúng rồi, cửa khẩu ngầm này. Tôi vừa thấy đây mà. Kìa kìa. Ôi giời, sao không tự động bắn à? Ôi giời. Heads up, enemy UAV spotted. Đâu anh nhỉ? Ui ui. Ở đâu nhở? Ui rồi, một bắn nó chết rồi. Còn thanh niên nào không? Kìa 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 kìa. Phải hàng. Để vừa ra phát mình bắn nó chết luôn. Kìa 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 kìa. Ủa nữa kìa. Có nhìn thế. Ôi, có phòng ngầm này bắn đã thôi. Có đâu rồi, vừa thấy được mà. Vai cuối cùng mình chết. Các thanh niên toàn chơi ngầm với nhau thì mướp nữa. Tôi không chơi ngầm nữa. Vai toàn chơi. Mình chơi sạch nhưng mà bên kia cứ chơi bẩn thì không thể nào ăn được. Tìm đôi bạn rồi. Enemy UAV spotted. Oh my god. Vừa đổi sang con máy này nó chưa cài đặt mấy cái nút nữa. Ngầm nó bắn khó quá. Nó không tự động cả. Chết queo rồi. Chúng ta sang trò Zombie Cake. Trời ơi, cái này nó không tải dữ liệu của mình về à.
sự nó không tải dữ liệu của mình về, tải về xem mình có đầy vũ khí. Những cái gì đẹp nhất đều có. Hết cái này rồi. Đây mình quay đi thôi. Rồi chúng ta chơi trò Stick World. Này, chúng ta có rất nhiều anh em ạ. Chiến nhau luôn rồi. Ôi ôi ôi, bên này tìm bên này. Ở đâu như ai nó đẩy cái. Đại có khổng lồ thôi. Quả này không ổn thế nào rồi. Quả này phải quay bắn cung nữa. Nào, nào. Xem ai khỏe hơn này. Đây là một chiến sự của đông đại. Chơi vài cung thôi. Lực lượng của mình vô cùng mạnh mẽ nhưng mà không ăn được. Đủ không ăn cái bọn này luôn, hay chia chị. Giờ giao cho chơi chế độ cực dễ, chứ cực khó là không ăn được. Vai, phù thủy đâu vậy, tóm phù thủy nhé. Phù thủy phù hết. Một phù phù cao. Mình mẹ không ăn phù rồi mà. Toàn phù thủy này. Chúng ta sang cho shop đi nữa. Trò này mới tải về nên chơi lại từ đầu luôn đây. Lại lại tiếp. Vào, đăng. Chúng ta sang lấy phụ thu.
Đó, bắn một cái trúng đùi rồi đấy. Hay, chúng ta sang Slender. Haha. Ở đây, đây, đây. Một cái, xem cái nữa. Nhiều ạ. À, may quá chỗ này nó có lối ra. Cái gì? Trong mặt thế, giờ cái trò chơi trong mặt thế gì? Cho cái vuông luôn nhé. Ôi, ôi, ôi. Ôi, bất ngờ thế nhở. Này, chúng ta sang chờ Power Ranger. Ôi, chúng ta vào game rồi này. Đây là game siêu nhân Gao ấy. Từ bên này. Khác nha. Chỗ này là ở đâu có sự sống, ở đâu có công lý. Quay chưa? Quay bên mình bên này đã rất nhiều. À đây cũng đấm rồi. Mất cả xương hồng. Thua. KO, you lose.